Xin chào bạn đang xem cái đoạn clip này nha. Lúc này là Tâm chuẩn bị làm món phở sốt với lại bột sắn. Ban đầu mình sẽ ngâm phở. Cái cọng phở nhà Tâm thì nó hơi dày một chút, cho nên là Tâm ngâm khoảng 30 phút á. Sau đó rồi Tâm luộc qua một chút. Những cái thành phần mà Tâm làm món này là có cải thìa nè, rồi bột sắn, gấc, gừng, chả cổ tay, gì nữa ta, gia vị là có tamari với muối thôi đó. Xong rồi mình sẽ cho nước vô cái phở này một chút và mình luộc khoảng tầm 8 đến 10 phút nữa là được. Nhà mình có rau gì mình xào rau đó cũng được nha, nhưng mà Tâm thấy là xào với cải thìa khá là hợp và ngon á. Nếu mà nhà bạn không có gấc thì thôi nha, tại vườn nhà Tâm đang tới mùa gấc á, cho nên là có gấc chín sẵn, Tâm cho một ít gấc vô luôn cho nó có màu đỏ đỏ rồi nó thêm dưỡng chất từ gấc. Mình cho dầu vô chảo nè, cho nóng dầu một chút rồi bạn cho gừng vô. Nếu mà bạn nào mà có bị lạnh tay lạnh chân hay là người hàn khí, âm khí nhiều á, thì mình thường xuyên dùng gừng á, rất là tốt, giúp ấm nội tạng rồi hỗ trợ những cái bệnh đó. Sau đó bạn cho cải thìa vô chảo và cho một ít nước vô. Rồi mình xào nhớ nêm một ít muối hồng hoặc là muối biển và đảo đều liên tục, xào rau một chút. Sau đó mình bột sắn mình cho ra cái chén và mình pha với nước. Bạn nhớ là canh cái lượng bột sắn đừng có nhiều quá nha, nhiều quá nó sẽ bị đặc lẻ, nó không ngon. Bạn canh sao cho mà cái bột sắn á nó loãng loãng, không đặc và cũng không có loãng quá đó. Rồi mình chế từ từ lên từng muỗng, mình chế lên trên cái cải thìa này đó. Rồi bạn quan sát là cái nước nó sệt sệt là được đó, kiểu vậy. Sau đó mình sẽ cho gấc rồi Tâm có cho một ít đậu nành. Không phải, đậu gà Tâm có một ít đậu gà xay á, ngâm rồi xay ra cái sẵn Tâm cho vô luôn. Còn nếu mà mình không có thì thôi. Đó, rồi bạn cho cái cọng phở vô và xào một chút nữa là xong. Nếu mà nhạt á thì mình sẽ nêm một ít nước tương tamari. Tâm chỉ có nêm muối và nước tương thôi, đơn giản mà ngon. Ăn nhai chậm nhai kỹ với tâm tri ân thì món gì mình cũng sẽ cảm nhận được cái độ ngon của nó. Rồi cho ra cái dĩa nè, sau đó cho một ít chả phở tay. Như vậy là xong rồi đó, đơn giản mà ngon. Bạn ở nhà làm thử món này nhé, chúc bạn làm thật là ngon lành. Rồi thôi, Tâm chào và cảm ơn bạn đã dõi theo.
tâm nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều.